Đồng Tháp, thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 và 2 F1 của bệnh nhân 2424 âm tính. Sáng 2 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, có thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 được cách ly ngay khi nhập cảnh. Hai trường hợp F1 của bệnh nhân 2424, hai tài xế đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong số 2 ca nghi nhiễm, có một trường hợp là người từ nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, được đưa đi cách ly tập trung ngày 28 tháng 2. Trường hợp còn lại cũng là người nhập cảnh từ nước ngoài về, đã qua 14 ngày cách ly tập trung. Có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 nhưng xét nghiệm lần 2 trước khi kết thúc cách ly cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 ca nghi nhiễm mới đều được phát hiện khi đang cách ly tập trung tại trường trung cấp Hồng Ngự. Hiện tại, cả 2 trường hợp này được đưa đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khoanh vùng dịch tễ, phân loại và xác lập các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm để xử lý kịp thời. Liên quan đến bệnh nhân 2424, có 2 trường hợp F1 là tài xế đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Như vậy, đến thời điểm này tất cả 11 trường hợp F1 của bệnh nhân 2424 đều đã âm tính lần 1. Hiện ngành chức năng đang khẩn cấp truy vết 4 trường hợp có liên quan còn lại, nghi ngờ là F1 của bệnh nhân 2424. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của ngành y tế. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng biên phòng siết chặt đường mòn, lối mở không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Trước đó, 2 phụ nữ cùng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Đồng Tháp thì một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 23 tháng 2, người phụ nữ quê thành phố Cần Thơ cùng một phụ nữ khác từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Đồng Tháp. Hai người này thuê nhà nghỉ ở thị trấn Sa Dài, huyện Tân Hồng. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và đưa hai người này đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25 tháng 2, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một người dương tính với COVID-19, người kia thì âm tính. Hiện người phụ nữ dương tính có dấu hiệu ho, đau họng và đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Truy vết dịch tễ ban đầu, ngành chức năng xác định có 11 trường hợp có tiếp xúc F1 với người nghi nhiễm và khoảng 40 F2. Ngành chức năng đã cách ly 9 người là F1, trong đó có 3 người ở thành phố Cần Thơ, đồng thời tiếp tục truy tìm 2 F1 còn lại. Tại buổi làm việc, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự tăng cường lực lượng, kiểm soát thật chặt khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, ngăn chặn, phát hiện và cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngành y tế phối hợp ngành công an khẩn trương xây dựng quy trình tiếp nhận, khai báo, điều tra dịch tễ. Nhận định đây là trường hợp có dấu hiệu tản dịch từ Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Đồng Tháp, có biểu hiện lâm sàng. Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, do đó ông Bửu khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời tích cực phối hợp ngành chức năng trong việc cung cấp thông tin, chủ động báo gọi khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và các trường hợp có liên quan đến người về từ vùng dịch.